Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Em là Đặng Khánh Luân đây. Tối ngày hôm nay em đang có mặt tại quán bún mắm ở đường Lâm Văn Bền này. Này cũng bán rất nhiều món, là hủ tiếu, xương ống, bánh canh, bún mắm, bánh mì. Đây là nằm ở đường Lâm Văn Bền. Em có kêu một cái tô bún mắm này đây, quá là đầy đủ chất lượng. Tô này để giá thì 40k thêm một rau này, như là cái gì đây, đậu nắng, muối, giá chấm chấm đó. Ok, và đây là cái view của quán, view quán rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ em mang thử cái tô bún mắm này nha. Thank you.
Tao nghĩ rằng máy nó cũng hết pin rồi, chắc là em sẽ dừng video tại đây và tiếp tục ăn thôi nha. Về video của em sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại của chúng chị các bạn ở một video tiếp theo của em nha. Bye bye.